Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung tôi đã đọc cho các bạn nghe, bức xúc vô cùng các bạn ạ. Nội dung đó như thế này: dọa cho nghỉ học, Dượng đã cưỡng bức cháu suốt khoảng thời gian dài. Sợ bị nghỉ học, cháu N đã bị Dượng cưỡng hiếp suốt thời gian dài. Ngày hôm nay ngày 9 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp để đề nghị truy tố Lê Minh Hào sinh năm 1983 về hai tội danh là hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi. Ban đầu cơ quan công an khởi tố điều tra Hào về tội danh giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến 16 tuổi. Bắt tạm giam từ ngày 26 tháng 6 năm 2019. Sau quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công bố quyết định bổ sung khởi tố bị can về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo kết luận, gia đình Hào và nhà cha mẹ anh vợ cùng ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, một ngày tháng 6 năm 2016, lợi dụng sự ngây thơ của cháu N, con của anh vợ, khi đang ngủ với bà nội, Hào đã lẻn vào phòng ngủ giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Hào đã đe dọa cháu N: nếu mày mà nói cho ai biết thì tao cho mày nghỉ học ngay. Sợ phải nghỉ học nên cháu N không dám kể cho ai biết. Sau đó cứ khoảng 1 đến 2 tháng, Hào lại bắt cháu N quan hệ với mình một lần tại các địa điểm như chuồng heo, chuồng bò, bãi cỏ hay bụi rơm. Đến tối ngày 6 tháng 4 năm 2019, mẹ nạn nhân phát hiện Hào đang giở trò với con gái nên đã trình báo cho công an. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hào chỉ thừa nhận thực hiện hành vi một lần khi bị bắt quả tang. Những lần trước, Hào không hề thừa nhận. Hào khai là công an và cha nạn nhân ép thừa nhận quan hệ với nhiều nạn nhân. Và cơ quan cảnh sát điều tra xác định lời khai của người bị hại cùng nhiều chứng cứ thu thập được có thể thấy lời khai trên của bị can Hào là quanh co và chối tội. Thì các bạn thấy bức xúc không? Đọc tới này, cái tên này thì bây giờ tên này đó. Bây giờ nếu mà tử hình chúng ta thì họ nhiều người họ sẽ nói là ác quá, làm như vậy cao chung thân hay sao, hay là thiến, các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn cứ comment vào phần bên dưới đi, rồi chúng tôi sẽ cùng thảo luận. Thật sự không thể nào mà nói. Và đặc biệt những trẻ em này nè, cần phải được một sự mà quản lý chặt chẽ. Có gì thì cứ nói, bây giờ cứ sợ, càng sợ hắn ta càng làm như vậy thì sao? Giống như những người cứ thiếu nợ hay là mượn tiền cứ đe dọa, cứ nói một lần quạch tẹt là đi, có phải thấy thoải mái hơn không? Có đâu mà che giấu, rồi cuối cùng bây giờ cứ 1-2 tháng lại làm chuồng heo, chuồng bò, bụi cỏ, cây rơm. Các bạn thấy không? Cái này đâu phải là chỗ của con người. Chỉ có loại súc vật mới làm vậy. Và đặc biệt tên Hào này chắc chắn phải có một bức án thích đáng nhất. Nếu các bạn đồng ý với tôi, hãy chia sẻ rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất và bức án dành cho tên này. Cảm ơn các bạn.